Đây là phép thuật trong ánh nắng chiếu lại. Và cuối cùng là có con này là con chị hai đấy. Có đèn sáng luôn không? Nhưng mà không có nhạc. Con này có thể đứng đó, nó không có cửa. Cái này làm đi cá chỉ nhảy thôi, nhảy lên bờ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó tiếng cá mẹ và ở bên cạnh con nhé. Ta ta ta. Xong rồi, cái này cho mẹ nằm ở dưới biển. Đây, một con búp bê rất là đẹp nè. Và con này là con sushi. Con mẹ. Ở đây mình có rất là nhiều búp bê nàng tiên cá cái mặt. Là Elio chưa tắt. Rồi để cho nó sáng để phép thực băng tiên cá đấy. Để vượt qua khỏi nền băng tiên cá này. Wow. Ở đây có một cái búp bê có khớp cái mặt. Thật là tuyệt. Băng qua nền tiên cá đây. Băng qua khỏi cái vây này. Nhờ bên cạnh nàng tiên cá sẽ bay, nhưng mà nàng tiên cá có thể bay được lên trời.